Bảng thành phần gần giống nhau, bao bì thì lại tựa tựa như nhau, nhưng giá thì lại có sự chênh lệch lớn này. Vậy thì công dụng như thế nào và hiệu quả ra sao? Có phải lúc nào sản phẩm chát hơn thì cũng tốt hơn không? Thắc mắc thì là chuyện của bạn, còn giải đáp thì là chuyện của bác sĩ Hằng nha. Chào đón series mới tanh của bác sĩ Hằng gia liễu nhá. Đúc, vậy tập hôm nay có gì ạ? đây nhá. Đầu tiên về bao bì đi. Cái này thì chắc không phải nói nhiều nhỉ. Nhìn là thấy nhá. Dù cách nhau ở hai nửa bán cầu nhưng mà ngoại hình á thì cứ ngỡ là hai em sinh đôi nhá. Thực ra thì cái nhãn sau mà có bao bì hao hao giống anh đi trước thì là chuyện vô cùng bình thường nhá. Cảm quan thì bác sĩ vẫn thích của em này hơn này. Nếu mà cầm nắm thực tế trên tay á thì bản đúc cũng không kém cạnh nhiều nhá. Vẫn là chai thủy tinh này, vẫn cầm khá là chắc tay này và bao bì khá là tốt nhá. Cùng chứa thành phần vitamin C là EAA và apatin. Nhưng mà có thể thấy là nồng độ của mỗi loại thì khác nhau nhá. Cùng cho khả năng sáng da, mờ thâm, chống oxy hóa, trắng da. Tuy nhiên là nếu như khác biệt lớn thì chắc là phải kể đến những cái thành phần đi kèm nhá. Nếu mà Obagi tối giản với Cloudberry thì em này lại đa năng hơn khi mà cho thêm Tranexamic Acid và HA vào nhá. Ở vòng này thì chắc là bác sĩ sẽ vote cho em Pretty Skin rồi. Bởi vì rõ ràng là bảng thành phần nhìn nhỉnh hơn hẳn rồi. Điểm cộng là hãng còn nêu rõ các thành phần chính nữa nên là cũng tiện hơn cho bác sĩ đánh giá nhá. Điểm ngạc nhiên là hai bạn này có texture khá là giống nhau luôn. Màu vàng nhạt này, trong suốt này, chất lỏng và khá là sánh nhẹ nhá. Tuy nhiên là bạn này có chứa thêm HA nên là khi mà xoa lên tay thì sẽ để lại một cái lớp ẩm hơn nhá. Khả năng thẩm thấu chậm hơn Obagi một xíu nhưng mà cũng không quá đáng kể đâu. Sau khi thấm hoàn toàn thì cũng khá là ráo trên da nên là da dầu thì cũng khá là yên tâm nhá. Khác biệt nhỏ một chút là em này gần như không mùi, của bạn này sẽ có mùi nhẹ nhá. Ở vòng này thì hai bạn ngang nhau luôn. Cả hai bạn này thì bác sĩ đều có thời gian trải nghiệm rồi. Đánh giá cao nhất là khả năng mờ thâm, sáng da và khả năng ức chế sắc tố. Còn điều trị nám thì thật sự là với nồng độ này thì cũng chưa thể nhá. Ở mức độ nhanh chậm thì không quá rõ, dù nồng độ thì em này có vẻ nhìn hơn một xíu nhá. Có lẽ là vì phần trăm của apatin cao hơn nên là bạn này sẽ cho khả năng trắng sáng nhìn hơn một chút xíu nhá. Cái này thì có thể là do nằm ở công nghệ riêng của mỗi hãng thôi. Bản thân Pretty Skin thì giá chỉ của bằng khoảng tầm độ 1/3 so với Obagi thôi. Nên thực sự ở mức này thì bác sĩ đánh giá là cũng ổn áp rồi nhá. Obagi thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà mới tập tành vùng C này và da nhạy cảm hơn một chút xíu. Tuy nhiên là em này có một chút xíu cồn khô nên là nếu như ai mà nhạy cảm với cồn khô thì hãy để ý một chút xíu nha. Nói như vậy thì không có nghĩa là Pretty Skin không phù hợp với da nhạy cảm nhá. Tuy nhiên là ở nồng độ 20% LA thì các bạn vẫn cần phải lưu ý, nhất là đối với những bạn nào có tình trạng da mụn nha. Tóm lại là đúp hay đơ nhá. Đúp nha. 9/10 luôn. Nếu là bạn chọn em nào? Đón chờ các tập sau của series của bác sĩ Hằng nhé.